Đây là lần thứ ba cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tổ chức. Cuộc thi nhằm khẳng định vai trò công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng và nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời phát hiện, hình thành mạng lưới bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao chất lượng tác phẩm chính luận trên truyền thông đại chúng và mạng xã hội. Các tác phẩm tham gia cuộc thi gồm thể loại bài viết trên tạp chí, báo in, sản phẩm báo phát thanh, báo hình và video clip. Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài có sản phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí cuộc thi. Điểm mới của cuộc thi năm nay là các sản phẩm dự thi phải là sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, cuộc thi khuyến khích mọi đối tượng tham gia, đặc biệt là thế hệ trẻ và học sinh sinh viên. Ban tổ chức đề cao sự phân tích, biện luận, phối hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn của tác giả. Các sản phẩm phải bám sát tiêu chí của cuộc thi là tính chính luận. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1 tháng 2 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2023. Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, website của Ban tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương.